Hello cả nhà, lại online, em lại online rồi đây. Lại chia sẻ với mọi người vì hôm nay em được cầm trên tay cuốn sách này, em thấy sung sướng quá. Thế nên là em vừa mới gặp khách hàng xong, nên là bây giờ em nhận được cái cuốn sách này ở trong tay, quá vui luôn. Thế nên là phải live stream để chia sẻ cho mọi người cái cuốn sách này có cái gì và tại sao em lại phấn khởi như thế, đúng không? Mọi người sẽ rất tò mò trong cái hành trình của em, từ cái việc là em ăn uống như thế nào, em sinh hoạt ra sao, rồi em ăn chay như thế nào. Thì trong cái hành trình này em cũng được truyền cảm hứng rất nhiều từ chị Emma Phạm, là một người chị mà cũng khá là thân thiết, và hai chị em đã đồng hành với nhau cũng một thời gian vài năm rồi, cũng dài rồi đấy. Thì trong cái hành trình mà hai chị em đồng hành thì cũng có trao đổi với nhau, cũng có chia sẻ với nhau về những cái công thức, những cái hành trình chuyển hóa của hai chị em. Và ngày hôm nay có một cái cuốn sách này của chị em Ma vừa mới ra mắt. Chính vì thế cho nên là em rất là muốn là những người đầu tiên cầm cái cuốn sách này, và trong cái bộ sách của chị Emma mà BIP đang may mắn được đồng hành với chị để lan tỏa cái bộ sách này, thì có rất là nhiều cuốn sách nha mọi người nha. Thế nhưng mà ngày hôm nay em sẽ chia sẻ về 4 cuốn sách mà em đã cùng với BIP lan tỏa trong cái hành trình gần đây nhất về tác giả, đó là chị Emma Phạm. Rồi, thế thì mọi người có đã nghe thấy cái tên này, tên sách này, mọi người đã thấy tò mò chưa? Ăn chay healthy, không lo thiếu chất. Đấy, tại sao lại ăn chay healthy mà không lo thiếu chất mọi người? Bởi vì có rất nhiều người nói với em là ăn chay thì sẽ thiếu chất này, ăn chay thì sẽ không có năng lượng này, ăn chay thì sẽ không đủ dưỡng chất này. Thì thật ra thì em cũng đang là người ăn chay trường mà. Em cũng đang là người đang ăn chay, chế độ ăn thực vật gọi là triền miên đây. Thế nhưng mà tại sao mọi người vẫn thấy em ôi sao cái con này nó lắm năng lượng thế, nó lại nói được suốt ngày từ sáng đến tối, nó đi lại khắp mọi nơi mà nó không bị gọi là bị hết pin. Thì thật ra không có nghĩa là mình ăn mặn hay ăn chay nó ảnh hưởng đến cái năng lượng đâu. Nếu mà mọi người thực sự là thấu hiểu về cơ thể hay là lắng nghe cơ thể mình ấy, thì mọi người sẽ có thể điều chỉnh được cái gọi là chế độ ăn. Còn với em thì em cảm thấy là trong giai đoạn này em thấy phù hợp với giai đoạn là ăn thực vật thôi. Còn đương nhiên là nếu mà lúc nào mà cơ thể của em cảm thấy nó không phù hợp, hay là cơ thể lên tiếng là bạn ơi mình cần bổ sung cái này cái kia, thì lúc đấy em sẽ thay đổi cái chế độ ăn của mình. Còn trong cái giai đoạn này thì em cảm thấy rằng chế độ ăn này nó đang phù hợp với em, chế độ vegetarian nó đang phù hợp với mình, chế độ ăn chay dinh dưỡng đang phù hợp với mình, thì em cảm thấy là ăn vì sức khỏe, ăn vì niềm vui thôi. Thế nên là muốn chia sẻ một chút với mọi người, trên tay em đang là cuốn sách mà mấy ngày hôm nay BIP nhắn tin cho em rất là nhiều hỏi về cái cuốn sách này. Đó, thì bây giờ em sẽ chia sẻ với mọi người một chút nhé, về cái cảm quan của em về cái cuốn sách này nhé. Đầu tiên thì em thấy rằng là cuốn sách rất là dày dặn mọi người ạ. Đấy, rất là dày dặn. Đấy, và chị Emma thì là một người cực kỳ là chỉn chu trong việc mà chuẩn bị cho ra mắt một cái sản phẩm nào đó, đặc biệt là sách. Thế cho nên là khi mà chị Emma có nói với em về cái dự án cuốn sách này, em đã chờ đợi chắc là phải đến nửa năm rồi mọi người ạ. Nửa năm nay em đã chờ đợi cái cuốn sách này rồi. Thế nên là khi mà trời ơi được cầm cái cuốn sách trong tay, tự nhiên cảm giác là đúng là bao nhiêu cái sự chờ đợi của mình nó đã đạt được đến một cái. Đấy chính là ngày nó ra được, ra mắt được, có kết quả cầm trong tay. Thì đầu tiên nhá mọi người ơi, nó rất là dày này. Cái cuốn sách này rất là dày, mọi người nhìn này. Đó, em sẽ xem là cuốn sách này có bao nhiêu trang nhá. Cuốn sách này có 230 trang luôn mọi người ạ. 230 trang nhá. À, em chào chị Như Quỳnh nha. Mọi người follow chị Như Quỳnh nhá. Chị Như Quỳnh đang là đại diện cho BIP tại khu vực Yên Bái. Nên là mọi người có thể follow chị Như Quỳnh để có thể được đồng hành với những cái cuốn sách hay là những sản phẩm của BIP. Và sắp tới thì các cuốn sách này
cũng sẽ hôm nay vừa mới về đến kho của BIP, thì sắp tới các chi nhánh của BIP sẽ cũng sẽ đầy đủ hết tất cả các cái cuốn sách này thôi. Đấy, thì đây là một cái cuốn sách về ăn chay healthy không lo thiếu chất của tác giả Emma Phạm ạ. Thì cái cuốn sách này là một cái tổng hợp toàn bộ những cái công thức ăn uống từ thực vật nhưng mà đảm bảo được cái chế độ dinh dưỡng cho cơ thể con người. Đặc biệt là chế độ ăn uống của người Việt thì bây giờ hiện tại mọi người cũng có rất nhiều người đang ăn nhiều đồ chiên rán dầu mỡ và hay đi nhậu quá. Thế cho nên là có thể gia đình mình không phải là chuyển sang ăn chay trường, nhưng mà mọi người cũng có thể là một tuần hoặc là hai tuần mình sẽ thay đổi một hai bữa chay, hoặc là một hai món chay nào đấy, hoặc là một hai món từ thực vật nào đấy cho gia đình của mình, thì cũng là rất là tốt rồi đúng không ạ? Đấy. Thì trong cái quyển này có một cái tiêu đề đầu tiên mà em thấy rất là thú vị, đấy chính là 7 ngày ăn xanh nâng cao sức khỏe và dồi dào năng lượng. Đấy, có thể là chúng ta thử thay đổi trong 7 ngày xem là 7 ngày có phù hợp với mình không, hay là ăn theo chế độ này 7 ngày hoặc là vài ngày mình có cảm nhận cơ thể mình như thế nào, hoặc là đôi khi chỉ là thay đổi một cái bữa ăn ở trong này thôi, mọi người cũng có thể là thay đổi rồi. Thì trong cái menu này của chị Emma thì có ghi là ăn xanh phòng ngừa chữa lành tự nhiên không tốn kém, để hạn chế và hỗ trợ cho những người mà có thể là có bệnh tim mạch, tiểu đường, da liễu hay là béo phì. Bởi vì cơ thể của mình cực kỳ là thông minh mọi người ạ. Khi chúng ta chỉ cần thay đổi một số cái sản phẩm hay là cái thực phẩm thôi, hoặc là lối sống, sinh hoạt, tập luyện, dinh dưỡng thôi, là chúng ta đã có thể chữa lành từ bên trong cho tất cả những cái vấn đề về chỉ số cơ thể. Vì bản thân em cũng là người rất là hay theo dõi chỉ số cơ thể của mình, thì em mới thấy là chỉ cần khi chúng ta nhìn thấy cái chỉ số nào của chúng ta thay đổi. Đấy, cái này thì chúng ta có thể là trải nghiệm ở tất cả các chi nhánh của BHP. Ai mà muốn hỗ trợ để xem các chỉ số của mình ấy, thì BHP cũng có những công cụ để có thể hỗ trợ về các chỉ số này. Thì khi mà mọi người có cái chỉ số ở trong cơ thể rồi thì mọi người sẽ biết được là mình thiếu cái chất này, thừa cái chất này, hay là có vấn đề gì không. Thì lúc đó mọi người sẽ cần ăn cái gì, bổ sung cái gì để mình làm sao cho nó phù hợp nhất. Chứ không có nhất thiết là ăn chay là ăn theo kiểu dạng là chỉ có đậu, chỉ có lạc hay là chỉ có một vài loại rau nhá. Mà ăn chay healthy, ăn chay dinh dưỡng bây giờ nó đã vô cùng nhiều những cái sản phẩm từ rau, củ, quả, hoa, lá, hạt để hỗ trợ cho chúng ta trong cái quá trình ăn dinh dưỡng, chữa lành rồi ạ. Đây, mọi người nhìn thấy cái bìa cái quyển sách này không? Nhìn rất là hấp dẫn luôn, và nó đang giống như là một cái gọi là trong mọi người đang ăn chế độ healthy ấy, thì và eat clean ấy, thì mọi người đang hay có chế độ là một đĩa ăn hoặc là một bát ăn đủ các màu sắc, nó theo cái chế độ là rainbow meal ấy. Thì ở đây cũng chị Emma cũng đang hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều các cái món ăn cũng theo cái chế độ là rainbow, chế độ bảy sắc cầu vồng và chế độ nhiều màu, đa dạng nhóm sản phẩm để cho chúng ta có một cái đủ cái đáp ứng về dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất và tất cả những cái chế độ của bản thân mình đó. Và 230 trang với rất nhiều công thức luôn mọi người ạ. Thế cho nên mọi người có thể hoàn toàn tự tin rằng những người mà mới đầu tiên ăn thì có thể ăn theo chế độ ăn chay healthy đã, xong rồi từ ăn chay healthy rồi chúng ta có thể ăn, nhiều người thì có thể chuyển sang ăn toàn chay, hoặc là như em thì là em đang ăn theo chế độ là ăn chay dinh dưỡng. Đã. Rồi trong cái phần này chúng ta có một cái câu mà chị Emma có viết, cái câu này đầu tiên rất là hay này. Chúng ta sinh ra là để yêu thương. Mình yêu thương cơ thể của mình yêu thương tinh thần của mình yêu thương gia đình, người thân của mình. Đấy, thì từ đó mình mới mong muốn tìm hiểu về kiến thức dinh dưỡng, mình muốn tìm hiểu về chế độ ăn uống, mình muốn tìm hiểu về sâu hơn về cái hàm lượng cho mỗi bữa ăn, liều lượng như nào, rồi khẩu phần như thế nào, đúng không ạ? Đó, thì cái phần này mọi người sẽ hỏi là cái cuốn sách này sẽ dành cho ai, đúng không? Thì em sẽ đọc cái phần quyển sách này dành cho những ai trong cái phần viết của chị Emma nhé. Thứ nhất là những người muốn ăn chay nhưng không biết bắt đầu từ đâu ạ. Thứ hai là những người đã từng ăn chay lâu năm nhưng vẫn mắc nhiều vấn đề về bệnh lý. Tiếp theo là người muốn cải thiện chữa lành tự nhiên không tốn kém.
người muốn chữa lành bệnh tim mạch, tiểu đường hay các bệnh lý khác, người muốn trẻ hóa cải thiện chữa lành làn da tận gốc, người muốn vận động tập luyện hiệu quả, người bận rộn không có thời gian, người muốn giảm cân tăng cân mà không phải ăn kiêng, người muốn ăn phòng bệnh hơn chữa bệnh, người muốn tìm hiểu ăn chay healthy là gì, người muốn học nấu ăn để cải thiện sức khỏe cho bản thân và gia đình, người muốn sống an vui hạnh phúc tâm thanh tịnh, người muốn ăn xanh góp phần bảo vệ môi trường, người muốn áp dụng chế độ ăn chay cho trẻ nhỏ và người cao tuổi, người muốn học nấu món ăn chay ngon cho bản thân hay mở nhà hàng. Thế thì mình có đang là thành viên nào trong top những người mà em vừa mới đọc không? Nếu mà mọi người đang ở trong cái top mà những người có thể phù hợp với cuốn sách này, mọi người comment cho em là số 1 nhé, hoặc là tôi nhé, để em biết được rằng là bản thân chúng ta ấy, nghĩ đến cái việc ăn chay, rất nhiều người rất là bị cực đoan với cái việc là nghe cái từ ăn chay, mọi người nghĩ là ôi ôi con này chắc là ăn theo chế độ gì đấy rất là áp đặt này, rồi chế độ cực đoan này, chế độ thế này thế kia. Và có rất là nhiều người đang hiểu sai về chế độ ăn chay, và mọi người lại chưa tìm hiểu kỹ về chế độ ăn chay làm sao đủ dinh dưỡng, cho nên là mọi người có rất nhiều người lại còn đang bị suy nghĩ bị hơi bị tiêu cực đối với cái chế độ ăn này, và lại còn hơi bị cực đoan với những người mà họ đang ăn chay. Thế đúng không? Ăn chay thì cũng giống như ăn thực dưỡng, cũng giống như mọi người ăn chế độ bình thường thôi, có vấn đề gì đâu, đấy là quan điểm cá nhân của mỗi người, chẳng ai đi thay đổi cái chế độ của người khác cả. Nhưng mà mình cũng không nên so sánh, không nên áp đặt, không nên nói những cái sự tiêu cực, để cho những người người ta ăn, người ta ăn trong niềm vui. Mình không ăn thì thôi, mình kệ người ta, người ta ăn thì đấy là việc tốt cho người ta thôi mà. Đó, vậy thì đến khi nào mà người ta cảm thấy không phù hợp, hoặc là người ta cảm thấy nó không hiệu quả với sức khỏe hoặc cá nhân của người ta, thì người ta sẽ tự thay đổi thôi, có vấn đề gì đâu. Mà mọi người cũng rất là hay phán xét về cái chế độ ăn của nhau. Chính vì thế cho nên là chị Emma cũng như em Trà Giang rất muốn lan tỏa các cộng đồng về ăn chay healthy, thì về dinh dưỡng chay, đặc biệt là BRP đang phát triển một cộng đồng tên là Dinh dưỡng thuần chay Vegan Nutrition. Nên là ai mà muốn tìm hiểu hơn, nhiều hơn về chế độ làm sao đủ dinh dưỡng từ các loại thực vật ấy, thì mọi người có thể vào cái group đó để nhận những cái công thức, kiến thức hàng ngày mà em vẫn hay up lên trên đấy. Và em sưu tầm từ rất nhiều nguồn, không chỉ là Việt Nam mà còn cả nước ngoài nữa. Mọi người vào cái group là Dinh dưỡng thuần chay Vegan Nutrition nhé, để mọi người có thể là thành viên ở trong đó. Mọi người sẽ xem hàng ngày, xem là trên thế giới, ở Việt Nam, những người khác họ đang ăn như thế nào. Và khi mà mọi người tìm hiểu về cái cộng đồng về ăn chay và ăn thực vật ấy, mọi người thấy là có vô cùng nhiều người ăn giống như mình, chứ không phải là chỉ có một hai người ăn xong rồi lại trông lại bị uể oải, xanh xao, rồi yếu ớt, rồi mất năng lượng đâu nhé. Có rất nhiều người họ còn là những người vận động viên. Sáng nay em có up một cái clip chia sẻ về những vận động viên ăn chay ở trên toàn thế giới, họ cơ bắp cuồn cuộn luôn, và người họ rất là đẹp, có những người rất là xinh, có những anh rất là đẹp, bởi vì họ có một cái chế độ ăn chay dinh dưỡng, ăn chay healthy, chứ không phải là ăn chay theo kiểu là cực đoan, rồi ăn chay theo kiểu là tham khổ, hay là ăn chay theo kiểu gọi là đơn điệu đâu, mà ăn chay bây giờ là áp dụng cái chế độ ăn và phương pháp chế biến đa dạng để giúp cho cái quá trình thanh lọc thải độc và đào thải độc tố tốt hơn. Ngoài ra thì trong cái chế độ ăn chay đó sẽ có kết hợp với bổ sung vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng từ các loại rau củ quả hạt, và hơn nữa là các bữa ăn bây giờ ăn chay dinh dưỡng mọi người chế biến cực kỳ là ngon miệng và đẹp mắt. Đó, đấy là những cái mà bản thân chúng ta sẽ không thể nào mà tự tìm hiểu ngay được nếu không có những cái cuốn sách hay là người tổng hợp hay các cộng đồng chơi. Chính vì thế cho nên đầu tiên chúng ta có thể tìm mua các cái cuốn sách này, ăn chay healthy, không lo thiếu chất này, để mình có thể đồng hành với tất cả những cái kiến thức cơ bản nhất, từ những cái cơ bản nhất đấy chị ạ. Đấy thì đấy là những cái phần mà em nói qua về cái cuốn sách này. Rồi tiếp theo mọi người nhìn thấy không ạ? Ôi, rất là nhiều công thức, màu sắc đẹp luôn, in màu luôn, cho nên là chúng ta rất có cảm hứng trong cái vấn đề ăn uống. Chứ nếu mà một cái cuốn sách là nó không có một cái hình ảnh gì, mà nhất là đồ ăn, thì em thích xem những cái cuốn sách có màu,
có màu sắc đẹp và nhiều món ăn ngon, và trang trí đã phải là đa dạng và nhiều màu sắc nữa. Thì đây chính là những cái món ăn, đồ ăn, đồ uống vô cùng đẹp mắt mọi người ạ. Đấy, tiếp theo là mục lục mọi người ạ. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người cái mục lục này, tại sao em lại thấy rất là hào hứng với cái quyển sách này như thế. Em mới có chỉ nhìn mục lục thôi mà em đã thấy là ôi em phải sở hữu ngay một cái cuốn sách này rồi. Chia sẻ với mọi người là sáng nay em cũng mới được cầm cuốn sách này. Và vừa mới gặp khách hàng ở đây xong thì em mới thích quá và muốn live stream ngay để chia sẻ cho mọi người cái cuốn sách này là gì. Đấy. Bạn đã ăn đúng chưa? Đấy là cái phần đầu tiên trong cái cuốn sách này của chị Emma chia sẻ. Cái câu này chính là cái sự gọi là sự giật mình cho mọi người trong cái quá trình ăn uống của mọi người. Bạn đã ăn đúng chưa? Thế mọi theo mọi người thì mọi người đã ăn đúng chưa? Mọi người đã biết thế nào là ăn đúng và ăn chưa đúng, hay là ăn thiếu và ăn thiếu thừa, rồi ăn phù hợp và ăn không phù hợp với chính cái cơ thể của mình, chính cái bệnh lý của mình, hay là chính cái quá trình vận động của mình chưa? Bởi vì có người tập luyện và cái người không tập luyện cũng ăn khác nhau. Cái người làm văn phòng với người làm ở ngoài trời vận động tay chân nhiều cũng khác nhau. Rồi có những người, mọi người ăn theo từng chế độ khác nhau. Chúng ta tôn trọng toàn bộ chế độ ăn của mọi người. Không có một cái chế độ nào là chế độ không chuẩn, không tốt. Chỉ có điều là có phù hợp với cái hoàn cảnh, cái bệnh lý và cái sinh hoạt của người ta hay không thôi. Đó. Thế thì câu đầu tiên trong cái mục lục này là bạn đã ăn đúng chưa ạ? Tiếp theo là ăn chay healthy đẩy lùi bệnh tật và liệu pháp chữa lành tự nhiên không tốn kém. Đây chính là một cái tiêu đề khá là hay cho cái hành trình này. Em nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta khi mà mình tìm hiểu về ăn chay, mình sẽ nghĩ ôi chắc là đắt lắm, chắc là phức tạp lắm, chắc là mất thời gian lắm, chắc là khó chế biến lắm, đúng không? Mọi người sẽ luôn luôn có những cái quan điểm như thế. Thế nên là cái phần này đã được chị Emma và sự nghiên cứu của chị Emma cũng như những cái cộng đồng mà chúng em đang lan tỏa, mọi người đều chia sẻ rằng ấy, nếu mà một khi mình đã đam mê, mình đã thích thì cái việc mà ăn uống thuần thực vật nó không khó như là mọi người nghĩ đâu. Nó rất là đơn giản và nó rất là nhẹ nhàng thôi. Mà bản thân mình lại còn cảm thấy có cảm hứng với nó, có động lực để mà chế biến nó, có động lực để mà làm nó cơ. Chứ không phải chỉ là mình phải đi ra ngoài để mua hay là để đặt những cái món đấy đâu ạ. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là những cái nguồn dinh dưỡng để giúp cho bạn phòng bệnh và cải thiện và chữa lành tận gốc bệnh tật từ những cái thực phẩm, thực vật toàn phần nguyên vẹn. Đấy. Mọi người có thấy nó rất là ý nghĩa không? Cái việc mà đầu tiên ý, bản thân mình ăn uống hàng ngày có khi mình còn chẳng hiểu cái súp lơ này có tác dụng gì, rồi cái hạt gai dầu có tác dụng gì, rồi cái tảo này tác dụng gì, rồi cái bắp cải này có tác dụng gì, hay là cái đơn giản là cái củ cà rốt này nó ăn để nó làm cái gì, hay là nó giúp cho mình cải thiện được cái gì, đôi khi chúng ta còn không để ý cơ. Đó, thì việc đầu tiên đấy chính là mình hiểu được cái nguồn dinh dưỡng nó đến từ cái thực vật này nó như thế nào. Tiếp theo nữa là các cái cơ chế chữa lành để chữa lành từ chính cơ thể của mình với cái chế độ ăn thuần thực vật ra sao. Rồi chữa lành về các bệnh tim mạch nhờ phương pháp ăn xanh, ăn hoạch sạch là như thế nào. Và có những cái người mà bị bệnh tiểu đường thì có thể có những cái mục lục là ăn xanh cải thiện chữa lành hỗ trợ cho cái bệnh tiểu đường của chúng ta. Thế thì trong cái bộ sách của chị Emma ấy, thì không biết là mọi người đã sở hữu được đầy đủ cái bộ sách chưa. Bộ sách của chị Emma thì có 4 cuốn, đó là cuốn Green Smoothie này, chắc là có thời gian thì em sẽ chia sẻ đầy đủ cho mọi người. Thứ hai là cuốn nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành này, và hỗ trợ các cái bệnh lý này. Và tiếp theo nữa là nó có cuốn có thêm cuốn sách là Eat Clean. Thế thì trong những cái cuốn sách này, nếu ai đã sở hữu đầy đủ được các cái cuốn sách này thì mọi người đã có một cái bức tranh tổng quan về kiến thức. Và bản thân mọi người mua sách về, mọi người phải đọc nha. Rất nhiều người mua sách về chỉ để làm cảnh thôi và chỉ để xem thôi. Vì bản thân em trước đây là một người như vậy đấy ạ. Mua về đúng chỉ để làm cảnh và mình không có cái động lực gì để đọc sách hết. Thế nhưng mà sau khi em áp dụng rất nhiều kiến thức ở trong từng cuốn sách từ nước ngoài cho đến Việt Nam thì em thấy rằng là đúng là cái kiến thức của mình nó rất là ít, nó rất là mông lung và nó rất là thiếu.
Cho nên là khi mà cái quá trình mình đọc sách là cái một lần mình được rút kinh nghiệm và rút ngắn cái thời gian mà những tác giả khác đã tổng hợp lại cho mình. Và mình sẽ hạn chế được cái thời gian mình đi tìm hiểu. Có những lúc nhá, em đi tìm hiểu khắp nơi xong rồi em mua rất là nhiều nguyên liệu về để em test ấy, thì mình đã tốn rất là nhiều chi phí cho cái việc là tìm hiểu này, đi học này, mua nguyên liệu này. Thế nhưng mà nếu mà có một cuốn sách nào đó mà đã tổng hợp hết cho mình và lại còn gợi ý cho mình các món rồi hoặc là các đồ rồi, thế thì mình cứ làm theo thôi, để mình hạn chế được cái nhiều cái thời gian mà mình ngó nghiêng. Bởi vì đôi khi chúng ta ngó nhiều cũng không có tổng hợp được đúng các cái dữ liệu đâu. Chính vì thế cho nên là đấy là lý do mà khi mà những bộ sách của chị Emma ra ấy, là một người chị mà em rất là yêu quý và em cũng rất là thích chị Emma. Đấy, nên em rất là tự hào vì BRP được lan tỏa bộ sách của chị Emma cùng với cả chị Emma. Đó, thì nếu mà ai quan tâm cuốn sách này hay bộ sách này thì mọi người có thể liên hệ với VIP hoặc liên hệ với các leader, các tổng đại lý, các chi nhánh của VIP để có thể được nhận những cái cuốn sách này về mức giá tốt nhất hay là những cái chương trình hỗ trợ hoặc là chương trình quà tặng nhé. Tiếp theo nữa, đấy là cái dinh dưỡng chữa lành tự nhiên, ăn đúng sẽ giúp bạn chữa bệnh tận gốc thay vì chữa phần ngọn. Cái này là một cái chủ đề giật mình luôn đấy mọi người ạ. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều người đợi đến có bệnh rồi sau đó là đi chữa bệnh. Và chỉ lúc đấy là chỉ chữa phần ngọn thôi mọi người ạ, chứ không phải là mọi người chữa được cái phần gốc. Thế nhưng mà thông qua cái chế độ tứ trụ mà em có chia sẻ rất nhiều lần với cả team của VIP, đấy chính là gì ạ? Tứ trụ là gì ạ? Là dinh dưỡng ạ, là vận động tập luyện, là lối sống và tinh thần. Nếu mà bốn cái đó mà chúng ta không có áp dụng đầy đủ với nhau ấy thì chắc chắn là sức khỏe của chúng ta sẽ không ổn định được. Thế nên là tại sao cần phải có một cái chế độ từ tận gốc để mà giải quyết được cái vấn đề về gốc của cơ thể, dinh dưỡng và tinh thần của chúng ta, chứ không phải là đợi đến khi có bệnh rồi chúng ta chữa phần ngọn mà chúng ta ăn lúc đấy để giải quyết cái phần ngọn ấy, thì thực sự là nó sẽ rất là khó và mọi người sẽ cần rất nhiều thời gian. Thế nên là trong cái chuyến đi Thái em rất là nhớ một cái câu nói này của đoàn của cái hành trình đi Thái. Đấy là ăn trước khi đói, nghĩ trước khi nói, làm phước trước khi làm giàu và phòng bệnh trước khi chữa bệnh. Thì nó cũng chính là cái câu mà chị em mẹ đang viết ở đây. Về cái đấy chính là mình thấu hiểu được về dinh dưỡng thì mình sẽ đồng hành với cơ thể mình từ gốc, chứ mình không phải giải quyết cái phần ngọn của cái cơ thể của mình. Đó. Rồi tiếp theo nữa, đấy chính là ăn chay healthy giúp bạn giảm cân và tăng cân dễ dàng. Đôi khi mọi người hay ho nhắn cho em là em ơi làm nào để tăng cân, em ơi làm nào để giảm cân. Thực sự ý, là cái phần này nó rất là dài và rất là nhiều chủ đề để nói. Tại sao lại là như thế? Bởi vì có những người người ta ăn rất là ít nhưng mà người ta vẫn béo. Có những người người ta ăn rất là nhiều nhưng người ta không béo. Bởi vì đấy cũng chính là một cái hành trình người ta tập luyện, người ta vận động, người ta sinh hoạt, cái lối sống của người ta nó cũng rất là nhiều thứ để nó tác động vào cái vấn đề tăng cân giảm cân. Nhưng cái quan trọng này nó chính là cả cái phần dinh dưỡng nữa. Thế thì chúng ta muốn biết được cái thế nào để tăng cân, thế nào để giảm cân thì trong cái cuốn sách này chị Emma có ghi đầy đủ cho chúng ta luôn rồi ạ. Tiếp theo nữa, đấy chính là ăn chay giúp trẻ hóa chữa lành làn da tận gốc này. Đấy, mọi người thấy không, rất là hay. Mọi người, nếu mà mọi người muốn một cái làn da của mình được chữa lành, có thể là mình không trắng quá, mình không tuyệt vời, mình không phải là hoa hậu diễn viên, mình không có thời gian đi spa, mình cũng không có nhiều điều kiện để mình chăm sóc da, nhưng mà thông qua chế độ ăn uống, dinh dưỡng, tập luyện, chúng ta có thể giúp cho cái làn da của chúng ta có thể không xuất sắc nhưng mà nó cũng không xấu. Đấy, em cũng tự thừa nhận là em không có xinh, không có đẹp, người không có đẹp, rồi da không có đẹp, rồi tóm lại là em không có một cái gì đẹp cả. Thế nhưng mà em tự tin với cái cơ thể của mình, em tự tin với cái tinh thần của mình, thế là được rồi. Nhưng ít nhất là do mình đang vui với cái chế độ này của mình đang vui với cái lối sống này, mình đang vui với cái công việc này của mình, thì tự khắc là làn da, tinh thần, cơ thể của mình nó được giống như được hài hòa, được chữa lành, được cảm thấy có năng lượng tích cực. Thì đấy chính là cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu để mà phụ nữ càng ngày sẽ càng bớt cái độ lão hóa đi, rồi các cái
gọi là những cái sự chữa lành đấy sẽ được làm cho chúng ta sẽ trẻ hơn, chúng ta sẽ kéo được cái gọi là cái thời gian của chúng ta được trải nghiệm với cuộc sống này nhiều hơn, tốt hơn. Em thì em sẽ vẫn nói là mình không bao giờ mình biết được là mình sẽ sống được bao nhiêu lâu, hay là mình làm sao mình có thể mình tự tin được rằng mình sẽ được thêm vài chục năm hay vài chục tuổi nữa. Nhưng với em, một ngày mà được có sự hiện diện trên cõi đời này với em là một niềm hạnh phúc vô cùng, và em trân quý từng ngày mà em được trải nghiệm. Thế nên là ngày nào với em cũng cố gắng làm sao để mà mình, thứ nhất là mình phải để lại được một cái giá trị gì đó cho một ai đó, hoặc là mình có thể có ý nghĩa với cộng đồng, ý nghĩa với xã hội, hoặc là nhờ cái chia sẻ của mình mà mình lại giúp được cho một ai đó thay đổi tích cực lên từ lối sống, ăn uống, vận động, tinh thần, thì đấy chính là một cái niềm hạnh phúc của em. Chính thế nên là trong các cái buổi chia sẻ của em hay các buổi Zoom của em ấy, mọi người thấy là tại sao em lại có nhiều cái động lực để em chia sẻ như vậy. Chỉ đơn giản rằng là em cảm thấy rằng mình đã thay đổi và mình đã chuyển hóa, thì em rất mong muốn giúp cho người khác cũng thay đổi và chuyển hóa được như em, để trong cái hành trình này của chúng ta sẽ là hành trình chuyển hóa cùng nhau, chứ không phải là hành trình chuyển hóa cô đơn hay là hành trình chuyển hóa một mình đó. Thì đấy chính là những cái mà em chia sẻ một chút về cái cuốn sách này. Rồi tiếp theo nữa là những câu chuyện chữa lành thành công. Sẽ có rất nhiều người đang được chữa lành bằng cái phương pháp ăn xanh, ăn thực vật hay là sống xanh. Thì ở trong này có rất nhiều các cái câu chuyện chữa lành mà đã thành công rồi và đã được chị Emma chia sẻ lại với những cái người thật việc thật luôn. Rồi tiếp theo nữa là tại sao chúng ta nên ăn chay? Mọi người sẽ luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao nhỉ? Tại sao mình lại phải ăn nhỉ? Tại sao mình lại nên ăn nhỉ? Tại sao mình lại không nên ăn cái này, không nên ăn cái kia với từng cái bệnh lý của mình? Đó thì đều được chị Emma cũng như là ban biên soạn sách đã rất là chi tiết ghi lại rồi, rất là đẹp rồi. Rồi những cái thông tin về chăn nuôi công nghiệp hay là những cái hóa chất hiện tại, rồi những cái tính chất của từng các cái sản phẩm hiện nay như thế nào, thì mọi người sẽ được chị Emma tổng hợp rất là chi tiết. Đấy, và có rất nhiều người thì đặt câu hỏi là vì sao nhiều người sợ ăn chay vì là bị thiếu chất. Thế thì chị Emma có viết là ăn chay đã giúp tôi tìm được sức khỏe đích thực này, 15 bước để bạn chuyển đổi sang ăn chay healthy một cách dễ dàng này, rồi dinh dưỡng khi ăn chay và cách chế biến healthy như thế nào này, ăn 7 sắc cầu vồng và thực phẩm giàu enzyme từ những cái rau củ quả hoa gọi là hạt tự nhiên như nào này. Em cảm ơn chị Diệu Linh nhá. Chị Diệu Linh có bảo chia sẻ hay quá chị ơi. Thật ra là em đang nói những cái gì và bằng chính cái cảm nhận của mình, chứ không phải là em nói luôn là đây là do em cảm thấy thích thì em chia sẻ, em live stream em chia sẻ thôi, chứ em không hề có một cái quan điểm là lên đây để phán xét hay là lên đây để áp đặt cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề ăn chay hay là ăn bình thường. Thế nhưng mà vì em cảm thấy là nó đang trong cái cảm xúc của mình như nào, em sống đúng cái cảm xúc của mình như thế, thì em nhận được cái cuốn sách này em thích quá thì em live stream chia sẻ với mọi người. Mà cái gì hay mà mình lại biết một mình thì nó hơi buồn mọi người ạ. Cho nên là sắp tới mọi người sẽ thấy em live stream suốt ngày. Em thích cái gì là em sẽ chia sẻ cái đấy thôi. Mọi người có thích nghe những cái buổi live stream của em không? Có thể là nó hơi vô duyên với mọi người, có thể nó hơi vô vị, nó hơi tẻ nhạt với mọi người. Nhưng mà với em đó chính là những cái trải nghiệm thực tế nhất của em với từng cái sản phẩm này, quyển sách này hay trải nghiệm này hay người bạn của mình. Thế thì em làm như thế nào, em sống như em làm đúng như thế, để cho mọi người có một cái hành trình là hành trình thấu hiểu hơn về cuộc sống của em, cuộc sống của những người bạn của em hay là cuộc sống của những cộng đồng của em mỗi ngày. Có thể với mọi người thì ôi cái con này không hiểu nó làm cái gì, suốt ngày nó lăng quăng liên thoát liên thuyên, nhưng mà đấy chính là cái niềm vui của em, đó là được chia sẻ, được kết nối và được đồng hành thì em làm thôi. Đấy. Rồi một lục nữa đấy chính là ăn chay healthy, những điều nên và không nên. Ôi, nghe thấy toàn chủ đề hay thôi mọi người ạ. Những điều nên và không nên, thế theo mọi người nghĩ là ăn chay có cần phải biết những cái điều đấy không? Rồi đôi khi lại còn là kỵ hợp trong ăn uống nữa. Đó. Rồi thực đơn ăn chay healthy trong ngày gồm những gì? Rồi gợi ý các khẩu phần ăn chay healthy lành mạnh như thế nào? Ăn chay như thế nào để tiết kiệm chi phí? Thực hành 7 ngày ăn xanh nâng cao sức khỏe dồi dào năng lượng. Tiếp tục hành trình 28 ngày ăn chay healthy thay đổi cuộc đời. Các câu hỏi thường gặp về vấn đề ăn chay cũng đều được giải đáp hết trong cái cuốn sách này mọi người ạ.
Đó, và ăn chay tốt cho mọi người. Phương pháp Rolly Baby, ăn dặm thuận tự nhiên bằng chế độ ăn xanh phòng ngừa. Ăn chay healthy tốt cho người cao tuổi để lùi bệnh tuổi già. Ăn chay tối ưu năng lượng cho vận động viên. Đó, ngoài ra thì có sức khỏe đích thực không thể hiện ở vẻ bề ngoài. Ăn chay con đường giác ngộ tâm linh nhiệm màu. Và những cái lời cảm ơn trong cái hành trình này. Bánh bao ở nhà em thì sẽ ăn theo chế độ tùy duyên. Tức là nếu mà ăn với mẹ thì sẽ ăn chay. Còn với ăn với gia đình, ăn với mọi người hay ăn với trường thì đôi khi sẽ là ăn theo chế độ của mọi người. Thế nhưng mà những cái bữa ăn của bạn bánh bao hay là những cái đồ mà bạn ấy ăn thì đa phần là nhiều là từ thực vật, từ những cái sản phẩm mà em hay dùng, những cái đồ ăn em hay uống hay là đồ ăn em hay ăn thì bạn ấy sẽ đều đồng hành với mẹ hết. Thậm chí bạn còn uống cả trà đạo với mẹ để đọc sách uống trà với mẹ cơ. Chính vì thế cho nên là bạn ấy đang chính là một bạn đồng tu, một bạn đồng chế độ ăn. Như bạn ấy chưa ăn chay trường thôi. Còn đâu là em này ăn chay trường rồi, nhưng mà bạn bánh bao nhà em thì bạn ấy ăn theo tùy duyên. Thế là ăn ai bạn ấy cũng ăn được. Nhưng mà ăn xong thì bạn ấy có một cái rất là hay là khi ăn thì bạn ấy bắt đầu bạn ấy nhận thức ra được là cái này nên ăn nhiều hay ăn ít. Ví dụ như là mọi người cho bạn ấy ăn những cái đồ ăn vặt hay đồ ăn nhanh thì bạn ấy sẽ có một cái khựng lại trước khi bạn ấy ăn. Thì bạn ấy quen cái suy nghĩ và cái chia sẻ của em hàng ngày rồi thì bạn ấy sẽ ăn ít lại, hoặc là bạn ấy ăn xong thì có thể bạn ấy sẽ uống những cái thức uống thanh lọc hay là thức uống xanh. Đấy, hàng ngày thì bạn ấy dùng enzyme, bạn ấy dùng kombucha, bạn uống vi chất, bạn uống ngũ cốc, hoặc là bạn ăn bánh hạt này, hoặc là đôi khi là bạn ấy có những cái món ăn vặt nhưng mà rất là healthy. Và bạn ấy lại rất thích ăn trái cây, rau củ nữa. Đấy, thì đấy là cái hành trình mà em đã đưa cái lối sống xanh và chế độ ăn xanh cho bạn bé nhà em như thế nào. Đấy, nhưng còn đương nhiên ở trường bạn ấy cũng rất hay là trường Tuệ Đức có cho ăn chế độ ăn xanh và thỉnh thoảng có cả những bữa ăn chay để cho giúp cho các bạn nhận thức hơn về cái chế độ ăn nữa. Thì đấy là lý do mà em cũng rất là ưng trường Tuệ Đức ở cái vấn đề là chế độ ăn của các bé và đảm bảo vẫn đủ chất. Và bạn ấy về khen là mẹ ơi, có những bữa ăn chay và ăn xanh ở trường ngon lắm, ngon hơn cả những bữa ăn bình thường. Đấy, thế tự nhiên em cũng cảm thấy là hóa ra là trong trường cũng đã được đồng hành với các bạn ấy rồi, rồi về nhà nữa, cho nên là cái hành trình mà bạn ấy được ăn uống về cái nhận thức về vấn đề ăn xanh sống lành này với bạn ấy cũng khá là tích cực. Ngoài ra thì bạn ấy cũng vẫn đồng hành với em trong việc tập thể dục, vận động mỗi ngày. Nên là hai mẹ con thường xuyên là đồng hành với nhau trong từng cái hành trình của mình. Đấy, rồi đây là đến phần lợi ích này, phần mở đầu này. Rồi đến các cái vấn đề là bạn đã ăn đúng chưa. Đó, mọi người nhìn thấy là cái cuốn sách này chị em viết rất là chi tiết luôn. Em sẽ chia sẻ cho mọi người những cái phần hình ảnh màu sắc này. Mọi người nhìn cái phần màu sắc này. Đấy, đẹp, rất là sắc nét luôn. Phải nói là chị Emma là một người mà rất chỉn chu trong từng cái kiến thức và chị cũng được học rất là bài bản ở bên nước ngoài rồi. Thế cho nên là cái cách trình bày cũng như là chế độ ăn uống này đều được tổng hợp rất là đời chi tiết và đẹp đẽ luôn. Có thiết kế này và chụp ảnh cũng rất là xinh luôn, mọi người nhìn thấy không ạ? Trời ơi, nếu mà có một cái cuốn sách này trong tay, mọi người có cảm hứng hơn mỗi ngày để mình nấu ăn, pha chế hay là chăm sóc gia đình không ạ? Đấy, em mà như này á, em cảm thấy luôn là mình thực sự mình có động lực với việc ăn uống dinh dưỡng chữa lành luôn đấy. Thì đây là em không có nhiều thời gian để mà em ngồi em chi tiết hóa từng cái mục lục trong này. Thế nhưng mà em mới chỉ có gợi ý cho mọi người một chút về cái cuốn sách ăn chay healthy này từ của chị Emma vừa mới ra mắt thôi. Và sáng nay VIP rất là may mắn đã được sở hữu rất nhiều sách đấy của chị Emma. Mà mọi người có biết cuốn sách này bao nhiêu tiền không ạ? Mọi người thử comment là nếu một cái cuốn sách mà kiến thức nhiều, công thức nhiều, rồi chia sẻ nhiều được tổng hợp bao nhiêu năm tháng, thì theo mọi người một cuốn sách này mọi người có thể sẵn sàng chi về giá bao nhiêu? Mà lại còn được in màu mà nó lại rất dày nha, 230 trang. Thế theo mọi người một cái cuốn sách này mọi người có khả năng chi trả được một cái cuốn sách này là bao nhiêu ạ? Để em sẽ nói bật mí cho mọi người cái giá sách này nó là bao nhiêu tiền nhá. Theo mọi người là bao nhiêu ạ? Mọi người đoán thử xem ạ. Ai có thể đoán thử cho em xem cái cuốn sách này, nếu mọi người được trả giá cho một cái cuốn sách này thì mọi người sẽ sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho cuốn sách này ạ?
Thật sự là lúc mà em nhận cái cuốn sách này em nghĩ thật ra đấy đúng là vô giá đấy mọi người ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là có những cái kiến thức mà phải trả giá bằng cái trải nghiệm, trả giá bằng thời gian, trả giá bằng kinh nghiệm và kiến thức cũng như mối quan hệ để tổng hợp được, chứ không phải là cứ tiền là mình có thể chi được cho mọi thứ đâu ạ. Thế thì cái cuốn sách này, cái giá của cuốn sách này mọi người có biết là bao nhiêu không ạ? 179.000. Mọi người thấy có hợp lý không? Nếu mà 179.000 cho một cái cuốn sách mà nó lại vô cùng nhiều kiến thức, lại vô cùng đẹp như thế này, mà dày 230 trang, mọi người các em thử chia cho chị xem là 179.000 mà chia cho 230 trang là bao nhiêu tiền một trang, bao nhiêu tiền ạ? Mọi người thử chia cho em xem là 179.000 mà lại 230 trang sách là bao nhiêu. 700 đồng cho một trang sách, trời ơi, tiền in ý nó đã gần đến cái tiền đấy rồi, chứ đừng có nói lại còn tổng hợp kiến thức, xong lại còn tổng hợp đủ thứ ở trong này nữa đó. Đặt sách ở đâu? Mọi người liên hệ với fanpage của Be Happy nhá. Chúng em sẽ có các bạn tư vấn hỗ trợ cho mọi người. Thứ nhất là các anh chị ở đâu, gần đâu thì chúng em sẽ gửi lại thông tin của các anh chị để cho các chi nhánh gần nhất của Be Happy, tổng đại lý và các chi nhánh đại diện của Be Happy sẽ chăm sóc và gửi sách cho các anh chị ạ. Nhưng mà các anh chị sẽ liên hệ với cả các bạn bên em. Mọi người có thể gửi cho em cái link page của Be Happy vào trong này. Mọi người cần cái gì thì mọi người nhắn ở trong đấy, và chúng em sẽ gửi cái thông tin đặt hàng của các anh chị cho chi nhánh gần nhất để các bạn sẽ hỗ trợ ship cho các anh chị. Và nếu mà gần đôi khi các anh chị còn được hỗ trợ ship đi chứ. Đấy, nên là các anh chị cứ liên hệ với fanpage của Be Happy nhé. Các bạn gửi dùm cho chị cái link fanpage của Be Happy vào trong comment để mọi người có thể đặt hàng. Còn ngoài ra ai ở gần đâu thì một là inbox cho em, hai là liên hệ với fanpage hoặc là các bạn đại diện của Be Happy để chúng em có một hành trình kết nối với tất cả những thành viên của Be Happy ở trên khắp đất nước này. 63 tỉnh thành chúng em đều có những người đại diện của Be Happy để có thể chăm sóc tất cả các anh chị. Cảm ơn chị Như Quỳnh nhá, đặt mấy cuốn luôn làm quà tặng cũng giá trị, đúng rồi chị ạ. Bởi vì đôi khi chúng ta tặng nhau một món quà về sức khỏe hay là về kiến thức ấy, sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là chúng ta tặng một cái sản phẩm vu vơ mà nó lại không có tác dụng gì cho người ta về vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng, kiến thức hay là tinh thần. Thế nên là có 179.000 một cái cuốn sách này thôi, thế nhưng mà mọi người có thấy nó rất là tuyệt vời không? Quá nhiều giá trị ở trong này và quá nhiều công thức luôn mọi người ạ. Ngoài ra thì trời ơi, tổng hợp được từng này chữ để mà viết ra thì thôi, em nói thật là 179.000 nó quá xứng đáng luôn mọi người ạ. Đấy, mà ảnh thì rất là đẹp nhá, ảnh rất là đẹp đấy. Và khi mà mọi người có cái cuốn sách này trong tay, chúng ta nhớ là đừng có mua sách về chỉ để ngắm nha mọi người nhá, mà mình mua sách về là để mình đọc, mình học, mình hiểu, mình nghĩ, mình quan sát, mình phân tích, mình đúc kết lại để mà mình áp dụng cho chính mình, chứ không phải là mua sách về là để ngắm đâu. Thế nên là mọi người nhớ là đã mua cuốn nào về gì mình hãy cố gắng đọc nó này, và sau đấy thì mình áp dụng tất cả những cái cuốn sách này để cho hành trình món ăn của mình sẽ được ngon hơn, chế biến được nhiều món hơn cho gia đình. Và nếu mà mọi người mà làm được món nào ở trong này thì mọi người chia sẻ vào group dinh dưỡng thuần chay Vegan Nutrition của Be Happy, để chúng em, các bạn gửi cho mình cái group dinh dưỡng thuần chay vào trong phần comment, để ai mà chưa kịp tham gia group dinh dưỡng thuần chay có thể tham gia trong group đó. Và khi mọi người tham gia thì mọi người sẽ có rất nhiều quà tặng, mini game, workshop dạy miễn phí, hay là những chương trình mà chúng ta có thể được đồng hành cùng với cả các chuyên gia chia sẻ về chay đó. Thế thì các bạn giúp cho mình chia sẻ ngay cái group dinh dưỡng thuần chay Vegan Nutrition vào trong cái comment nhé. Và khi mà mọi người làm được những cái món ở trong cái cuốn sách ăn chay theo thế này ấy, thì mọi người nhớ chia sẻ vào trong group để lan tỏa một cái lối sống xanh nhé. Mỗi ngày chúng ta mà lan tỏa được cho một người thì chúng ta đã giúp được cho một người khác gọi là dần dần đi đến với một cái gọi là lối sống thuận tự nhiên, lối sống an lành hơn đấy mọi người ạ. Đó, thế nên là mọi người đừng ngại cái vấn đề là mình mua sản phẩm này vào ngày sắp tới, vào ngày để tặng cho gia đình,
tặng cho người thân, hay là tặng sinh nhật, hay là tặng về nhà mới, hoặc là đôi khi chỉ là những người bạn của mình. Sau đó mọi người viết một cái lời cảm ơn, biết ơn hay là lời chúc của mình vào trong ngày để gửi tặng một người bạn của mình. Đôi khi mình chỉ tặng một cuốn sách thôi, nhưng mà lại gửi gắm vô cùng nhiều thông điệp cho người ta. Và mình cùng với cả bạn của mình thay đổi cái chế độ ăn uống tập luyện mà bạn của mình khỏe ra, thì chính là mình lại là một cái nguồn cảm hứng vô cùng bất tận cho tất cả những cái người bạn đó của mình đấy. Đấy, hoặc là bố mẹ của mình, hay là ông bà ở nhà mà có những cái cuốn sách này, thì ông bà có thể có thêm những cái gọi là chế độ ăn thêm, ăn xanh hơn, ăn sạch hơn, ăn khỏe hơn, ăn dinh dưỡng hơn. Và ông bà bố mẹ nhà mình khỏe ra thì con cái cũng rất là vui, đúng không? Đấy, thế thì đây là một cái cuốn sách, em xin nói ngắn gọn lại, đây là một cái cuốn sách ăn chay healthy không lo thiếu chất của tác giả Emma Phạm. Và Be Happy đang là may mắn được có những cái cuốn sách này đầu tiên. Và nếu ai muốn sở hữu một cái cuốn sách mà chỉ có 179.000 này cho một cái cuốn sách này, thì mọi người vui lòng liên hệ với các chi nhánh của VIP, các leader, các bạn đại diện của VIP, hoặc là fanpage của VIP, để có thể có một hành trình sống xanh, sống lành, sống khỏe cùng với cả VIP nhé. Và sắp tới thì chúng em có vô cùng nhiều các buổi live stream chia sẻ về sách, chia sẻ về lối sống, chia sẻ về kinh nghiệm, hay là chia sẻ về kinh doanh, chia sẻ về sản phẩm. Thì mọi người cũng có thể follow toàn bộ các kênh của VIP, hay là của em Trà Giang, hay là các cộng đồng, để mình có một cái hành trình làm sao mà mỗi ngày đều có thêm 1% kiến thức mới, 1% người bạn mới, 1% yêu thương, để mình có một cái gì đó mình chú ý hơn cho bản thân và cơ thể cũng như là gia đình của mình. Thì đây là cái cuốn đầu tiên nhá. Cái cuốn thứ hai, những cái cuốn còn lại thì em sẽ chia sẻ với mọi người vào những cái buổi khác, nhưng mà em sẽ nói qua một chút sơ sơ thôi về cái cuốn này. Cuốn này là nước ép trị liệu đấy, có vô cùng nhiều công thức về nước ép luôn nhá mọi người nhá. Thì cái cuốn này là 199.000 này đấy. Cuốn này cũng là một cái cuốn mà em rất là thích. Tiếp theo là một cái cuốn Green Smoothie, cuốn này là 159.000, cũng có rất nhiều công thức đây mọi người này. Đó, nên là ai cần tìm hiểu về những cái chế độ ăn uống thực vật này, mọi người có thể tìm hiểu ở những cái cuốn sách này. Còn ngoài ra thì những người mà người thân trong gia đình của mình mà chưa thể nào mà chuyển sang chế độ ăn chay được, thì có một cái cuốn là cuốn Eat Clean. Đó, thì mọi người cũng có thể đồng hành từ cuốn Eat Clean xong rồi đến cuốn chay nhé. Cuốn này thì nó sẽ đa dạng các món nhiều hơn một chút, để mọi người có thể có lối sống ăn sạch đã. Eat Clean và Eat Clear, xong rồi từ đó mình sẽ chuyển sang, có thể mình thấy phù hợp thì lúc đấy mình sẽ chuyển sang ăn chay và ăn thực vật sau. Nhưng mà trong này cũng đa phần là rất nhiều thực vật rồi. Thế đây là cuốn Eat Clean. Đó, thì đây chính là một bộ 4 cuốn sách mà VIP đang có may mắn được đồng hành lan tỏa và phân phối tại các hệ thống, các chi nhánh của VIP. Nên là nếu mà mọi người ai quan tâm đến bộ sách này thì mọi người có thể liên hệ với fanpage, hay là liên hệ với chi nhánh của bên em, hoặc là inbox cho em đấy, hoặc là mọi người có thể liên hệ với bạn Minh Phương mà hay comment ở trong cái phần tin nhắn này, để chúng em có thể gửi thông tin của các anh chị cho tất cả những người đại diện của VIP tại 63 tỉnh thành nhé. Và sắp tới thì chúng em có vô cùng nhiều cái thứ hay ho để chia sẻ và live stream cho mọi người đấy. Mọi người đừng quên là chúng ta sẽ dành thời gian dành cho nhau, và mỗi lần em live stream mọi người nhớ dành thời gian ra ủng hộ và động viên cho em có một cái động lực để live stream nhiều hơn nhé. Và nếu mà ai mà chưa có thời gian thì có thể xem lại các live stream của em ở trên fanpage của Be Happy cũng như là Facebook cá nhân của em nhé. Rồi ạ, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình. Và tối nay mọi người đừng quên là 8 giờ sẽ có một buổi live stream về siêu thực phẩm hữu cơ, Dragon Superfood, Dragon Organic Superfood nhé. Tối nay thì em và Ngọc Tú sẽ chia sẻ với mọi người về siêu thực phẩm. Và ngày mai 10 giờ em xin nhắc lại là em sẽ được gặp trực tiếp tác giả của cái cuốn sách này. Chị đã về Việt Nam và tối ngày mai chị đã bay lại sang bên Đức rồi. Chính vì thế cho nên là sáng mai 10 giờ chúng em sẽ có một buổi live stream với chị Emma, tác giả của cuốn sách này. Thì không biết mọi người có quan tâm hay là có muốn lắng nghe không, thì mọi người đừng quên vào nghe live stream của em, chị Emma và chị Hường Nguyễn ở bên Thái Detox nhé. Với chủ đề là thanh lọc thải độc và dinh dưỡng cân bằng,
để giúp cho cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tươi đẹp hơn và sức khỏe của chúng ta sẽ ngày càng cải thiện hơn. Hẹn gặp lại mọi người và chúc mọi người ăn trưa ngon miệng nhé. Bye bye cả nhà.